chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Calm Analog nhận được 17 triệu đồng phần SIPA nhé. Một số thông tin về các cần SIPA bong có công phát hành là 17 triệu nhé. Đã có 13 tài khoản HODL và 34 lượt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Calm Analog xuống nhé. Lên truy cập website để mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn nhấp vào nút copy contract và quay sang ví MetaMask hoặc ví chuột của các bạn nhé. Các bạn nhấp import token và dán địa chỉ token này vào, nhấp add token và nhấp import token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào thì các bạn quay trở lại website Climaros.net, nhấp vào get token. Rồi các bạn nhấp vào Calm nào. Chương trình Analog cũng sẽ kết thúc vào 79 ngày nữa nha. Các bạn nhấp Calm Analog và yêu cầu cái lô ví và mật ví ra là 0.0004 bên này bên. Các bạn nhấp Confirm để xác nhận nha. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch như Binance, MXC, Gate, Remetero, OK, Coin, Bitmax và nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bạn nhớ thường xuyên theo dõi website Calm Analog trên đất để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng phần mới nhất trên mạng và để sẵn trả đi. Ngoài ra nếu bạn có thể tải cái cột bên cánh tay phải đây, bạn có thể nhấp vào nút các token này để nhận những cái token trên về mạng và để sẵn trả đi nếu mà bạn chưa có nhé. Các bạn nhấp Calm này và đây mình nhấp Calm này nhé. Chụp Calm lại này. Đang suy nghĩ theo này. Thực ra bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách vào join kênh Telegram để cập nhật những cái chương trình Analog nhé. Và rồi vào kênh chat và để tham gia những cái dự án ở trên đây nhé. Mình sẽ sao đổi mạng người sản không có làm được, bạn cứ làm hướng dẫn tuyến dựng được vào 17 triệu đồng tốt tất cả này nhé. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.